Xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái website thư viện đồ họa các bạn có thể sử dụng rất là nhiều những thư viện đồ họa nhé. Thì đầu tiên, đấy các bạn hãy vào cái website là lesagroup.com. Thì ở đây có một cái menu tên là thư viện. Đấy, bình thường các bạn có thể bấm vào thì có thể là được luôn. Còn nếu bấm vào không được thì bạn sẽ bấm chuột phải và chọn Open New Tab hoặc bấm chuột giữa nhé. Để nó tạo ra một tab mới này thì chắc chắn là sẽ được. Đấy, không thì ở bên dưới trang chủ cũng có luôn cái đường link, bởi vì nhiều khi là do mạng, do website, do máy các bạn duyệt web có thể là không ổn thì các bạn có thể bấm vào đây. Đấy, rất là nhiều cách để vào cái tab Lisa Library ở đây nhá. Thì ở đây thì mình đã chia rõ ràng từng catalog rồi. Thực sự là kho thư viện này cực kỳ là ngăn nắp, cực kỳ là ngăn nắp và cực kỳ là nhiều. Tại sao lại như thế này? Mình sẽ cho các bạn xem một ví dụ một cái đi. Ở đây là còn nhiều thứ lắm, rất là nhiều thứ mình còn chưa sắp xếp được đâu. Ở đây này, vật liệu chẳng hạn nhé, giả sử vật liệu này, đây mình có một cái, ở đây mình có một cái ông, một cái vật liệu như này chẳng hạn, thì ở trong mỗi một cái, chỉ trong mỗi một cái file ấy, thì cực kỳ đơn giản thôi, nó chỉ có một thư mục duy nhất, nó không hề rác như những cái thư viện bình thường, nó không hề rác như một cái thư viện bình thường nhé. Giả sử ở đây mình kiếm đến một cái báo cảnh. Đấy, bây giờ mình mở một cái báo cảnh lên. Một cái báo cảnh này nặng lắm đấy, khoảng 1-2 GB rồi. Là gần 2 GB này. Đấy, bây giờ mình mở lên này, các bạn sẽ xem. Nó chỉ rất là gọn gàng. Nó cực kỳ gọn gàng luôn. Chia rõ ràng từ mục 1, mục map thì chỉ có một từ mục map duy nhất nhá. Đấy, để mình... Đấy, xem nào. Hay là những thằng này chẳng hạn. À, ông này thì mình chưa nén. À, mục screen đi. Đấy, mỗi mục mục screen chẳng hạn thì nó cũng cực kỳ là dễ dùng, chỉ có một file, chỉ có duy nhất tất cả mọi thư viện đều có một file mark, và map thì có thể là bên ngoài cùng luôn hoặc có một thư mục map luôn chứ không hề rác gì cả. Bên trên này thì chia nhiều lắm đấy, ở đây thì chia ra rất là nhiều này, những cái menu mà không hiển hiển thị ra ấy, thì bạn vào xem tất cả thì nó sẽ ra nhá. Ví dụ phòng thay đồ chẳng hạn, bạn tích vào cái thì nó sẽ ra các cảnh về nội thất phòng thay đồ. Đấy, hoàn toàn miễn phí. Bởi vì những cái mục khác thì nó nhiều quá nên là ở đây thì mình đã tách ra. Ở đây là mình đã tách ra thành cả. Đấy, thành các ở đây hơi bị chèn xuống này. Tách ra làm nhiều cái collection con. Đấy, tách ra làm nhiều cái collection con nhỏ hơn. Hoặc là mục model cũng vậy. Ở trong mỗi những mục model này, các bạn sẽ vào để đây là ví dụ một sofa chẳng hạn thì nó nhiều quá thì mình tách ra. Hay là đây này. Nhiều quá thì mình tách ra bên ngoài. Chắc chắn đây là một kho thư viện cực kỳ là lớn, cực kỳ là lớn nhá. Đấy, các bạn có thể tải rất đơn giản, bấm vào nút tải xuống hoặc là mở lên, có thể bấm vào nút tải xuống ở đây hoặc là chia sẻ cho mọi người cùng cùng biết. Đấy, mình có để gắn ở đây để cho nó cùng một kích thước ảnh hết, tất cả mọi thứ cùng kích thước ảnh. Mục cái còn cách các bạn đăng nhập thì đơn giản thôi, các bạn có thể đăng nhập bằng Facebook, chỉ bấm vào đây và bấm đăng nhập bằng Facebook cái là ok. Đấy, rất là nhiều thứ. Đèn IS thì ví dụ đây không có, bởi chỉ có một thư mục đèn thôi. Mình lựa chọn ra những cái đèn mà bản thân mình hay dùng. Bản thân mình hay dùng mà những cái đèn các bạn chắc mình nghĩ các bạn cũng chỉ dùng đến khoảng gần này cái ảnh là gần này cái file IS là dùng cho tất cả dự án được rồi. Còn mình thì nguyên kho thư viện trước mình khoảng độ có gần mấy trăm nghìn cái file IS. Nhưng mình lựa ra đúng một bộ thôi. Đúng một bộ là mình cũng bản thân mình cũng chỉ dùng ở bộ này. Nên là chia sẻ đây cho nó gọn gàng ngắn lắm nhất. HDRI thì cực kỳ khủng nhá, cực kỳ nhiều. Các bạn vào ví dụ nguyên cái mục này này, mục này là một bộ HDRI mình đang để cho bạn tải cực kỳ là thoải mái. Đấy, chất lượng 16K. Đây có kích thước, có cái thì 24K nhá, nhưng mà đa phần đến 80% là 16K, còn có cái thì 24K luôn. Rất là nặng, rất là chất lượng. Thì một số những thứ mình cũng chưa hài lòng lắm thì phiên bản website thứ hai thì mình đang hoàn thiện nó nốt cái phiên bản website thứ hai thì nó sẽ tốt hơn, đặc biệt là cái ở phần texture này. Đấy, phần texture này giả sử bạn vào phần texture thì ảnh của nó vẫn chưa được chưa thể hiện tốt, bởi vì mình đang chia theo kiểu ngăn nắp. Đấy, mình đang chia được ngăn nắp này thì mỗi một cái ảnh nó hiển thị lên nó các bạn sẽ không được nhìn được, bởi vì tất cả mọi thứ nó đều có một cái tỷ lệ kích thước bằng nhau nên dẫn đến là các bạn sẽ không nhìn được cái map ảnh nó rõ ràng.
sắp tới thì mình sẽ update lại, có thể chỉnh sửa update lại thằng này. Đấy, chúng ta chỉ có thể tích vào thôi mới nhìn được thấy cái map gỗ của nó như nào thôi, thì đấy là điều mình vẫn chưa hài lòng lắm. Mình cũng đã tham khảo rất là nhiều những cái bố cục website làm sao để thể hiện cho các bạn xem dễ nhất rồi. Mục background ở đây thì chưa được cập nhật nhiều này, cái mục tài liệu kiến trúc ở đây chưa được cập nhật nhiều, ý tưởng ở đây có rất nhiều. Phần mềm plugin chẳng hạn, đấy phông chữ mà mình hay dùng này, một mấy cái bộ phông chữ CAD, đấy, phông CAD thì mình cũng sẽ update lên đây nhá. Là các phiên bản 3D Max, Photoshop, V-Ray hay là Corel, những cái gì mà cần thiết nhất thì dần dần trong thời gian tới thì mình sẽ update dần. Mục này vẫn chưa có này. Đấy, còn đâu những phần mềm ở đây thì nó đã có hết rồi đấy. Đấy, Corel là V-Ray. Đấy, V-Ray các phiên bản đây thì các bạn thì tích vào đấy thì sẽ ra hết từng phiên bản một nhá. Đấy, các bạn thì tải thoải mái luôn, no limit luôn. Đấy, từng phiên bản. Thì cách tải cực kỳ đơn giản thôi, chỉ bấm vào tải một cái vài vào là tải thôi, không có quảng cáo gì cả. Mà ở đây thì mình có giới hạn lại, mình có giới hạn lại, mục đích giới hạn để làm gì, để cho các bạn không, để cho tất cả mọi người đều có thể dùng được nó, dùng được website. Nếu mà không giới hạn lại cái số lượt tải hàng ngày thì nói chung là nhiều bạn có thể là cắm máy cả ngày mất, nên là dẫn đến là băng thông nó sẽ, chúng ta sẽ không đủ băng thông để tải, không đủ băng thông để cho người khác thể tải được cái đống dữ liệu này được. Nên là mọi người phải thông cảm điều đấy giúp Dũng nhé. Tất cả mọi thứ đều có giới hạn và miễn phí thì cực kỳ nhiều. Tất cả texture rồi nhiều thứ khác là đều miễn phí hết. Đấy, model mình chia từng phần. Nhớ những cái phần mà chỉ có xem tất cả thì bạn sẽ tích vào xem tất cả nhá, bởi vì nó chỉ có một catalog nhỏ thôi. Nó không phân nhỏ các phân con, ví dụ đây cầu thang thì có rất là nhiều này. Thì mình tổng hợp khá là nhiều đấy. Mình tổng hợp khá là nhiều ở trên Facebook rồi của anh, một phần của anh Huy Hiếu nữa, một phần là của anh Huy Hiếu, và rất là nhiều của cộng đồng mạng, và nhiều rất cũng khá là nhiều là của mình đấy, và mình cũng biết rất là nhiều nguồn có thư viện thật tốt. Quan trọng nhất là khâu lọc và tách ra thôi, là mình tốn rất là nhiều thời gian và công sức rồi đấy, từng cái ghi tên từng thứ một và từng cái file một đầy đủ hết, kiểm tra từng cái không bị nhầm lẫn. Thì trong quá trình làm cả cái website thư viện này thì cũng bị nhầm lẫn rồi lộn xộn rất là nhiều bộ, nhiều bộ mình vẫn còn chưa cập nhật được, chỉ có lẽ được phải rơi khoảng độ 30% nữa, 30% nữa, nó rơi vào khoảng độ gần 2T nữa, vậy gần 2T thư viện nữa là chưa update được lên trên này. Rồi, hy vọng là cái website thư viện đồ họa này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc và trong học tập. Các bạn hãy nhớ là theo dõi Lisa Library nhé, vào fanpage Lisa Studio để theo dõi những cái chia sẻ mới nhất, có thể là dành tặng tài khoản hay là tặng những cái thư viện hay update những thư viện mới thì đều được thông báo lên fanpage Lisa Studio. Đây, các bạn bấm vào đây cũng được. Ở trong này có một phần là Lisa Studio đấy. Tất cả mọi vấn đề liên quan đến thư viện thì các bạn cứ inbox lên trên này. Cứ inbox lên trên này là sẽ có người support nhé. Các bạn inbox lên Lisa Studio là sẽ có người support các bạn luôn. Nhớ là hãy bấm nút like và subscribe cái kênh YouTube của mình nhé. Xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ.